À, chào các bạn, kênh ẩm thực Việt của Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào bếp cùng Ngọc để làm món gà roti nha các bạn. Món này rất là đơn giản, dễ làm và dễ thực hiện. Các bạn thấy không? À, phần đùi gà của Ngọc đây. Từng miếng gà rất là dai mềm. Cái phần đùi này các bạn. Thịt ở bên trong của đùi gà rất là mềm nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Từng miếng gà như thế này rất là thấm gia vị. À, các bạn sẽ chấm một ít nước tương vào đây. Các bạn. À, các bạn thấy không? Cái phần đùi gà của ta rất là vàng các bạn. Các bạn nhìn nè, rất là ngon. Và bây giờ Ngọc xin mời các bạn vào bếp cùng Ngọc để làm món đùi gà roti nha các bạn. À, nguyên liệu của chúng ta gồm có ở đây Ngọc có khoảng 500 g đùi gà, khoảng 4 đến 5 cái đùi gà ha các bạn. À, các bạn có thể lựa đùi gà lớn hay nhỏ tùy ý ha. Ngoài ra gia vị gồm có như là 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tỏi, 1 muỗng canh ớt, đây 1 muỗng canh đường, 1 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu. Ngoài ra Ngọc có một ít dầu hào nha các bạn, và 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Đối với đùi gà, các bạn muốn cho nó khi các bạn ram đùi gà của chúng ta nó thấm đều gia vị thì các bạn phải dùng một cái tăm hoặc là một cái xiên nhọn, các bạn sẽ đâm hơn xung quanh cái phần đùi này. Các bạn lưu ý là khi chúng ta đâm thì chúng ta sẽ chừa cái phần da này ra, các bạn không có đâm lủng cái phần da nha. Chúng ta chỉ kéo phần lớp da lên và chúng ta sẽ xuyên hết cái phần lớp thịt như thế này để khi chúng ta ram nó sẽ ngon nha các bạn. Và tương tự các bạn sẽ làm đến hết cái phần đùi gà này nha. Phần đùi gà của chúng ta sau khi đã xăm xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ướp gia vị sơ để cho chúng ta chiên sơ cái phần gà này trước nha các bạn. Thì Ngọc sẽ cho vào đây một ít muối và một ít tiêu trước ha. Chúng ta sẽ ướp sơ phần gà này và một chút xíu cà no nha các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta không cho đường, tại vì nếu các bạn cho đường thì các bạn ướp đó thì gà của chúng ta nó sẽ bị khét ha. Thì chúng ta chiên nó sẽ không ngon nha các bạn. Và các bạn sẽ cho một chút xíu phần tỏi băm vào đây. Và chúng ta sẽ ướp cái phần gà này trong vòng khoảng 15 đến 20 phút nha các bạn. Đối với các bạn roti gà thì ngũ vị hương không thể thiếu. Nếu các bạn thiếu thì gà nó sẽ không ngon. Thì Ngọc sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê ngũ vị hương nha các bạn. Và Ngọc sẽ ướp cái phần gà này cho nó thấm. Sau đó thì chúng ta Ngọc chiên cho vàng nha các bạn. Trước khi chúng ta roti nha. Để xuyên cho nó thơm nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào đây ít ớt. Các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Các bạn sẽ cho vào đây hai một chén canh nước tương đương khoảng 8 đến 10 muỗng canh nước nha các bạn. Cho hết cái phần gia vị nêm này vào. Mình sẽ cho cái phần đùi gà vào nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu hào nha. À, nếu các bạn không có dầu hào thì các bạn có thể không cho vào ha. Tuy nhiên dầu hào nó sẽ làm cho đùi gà của chúng ta ngon hơn nha các bạn. Cái phần đùi gà của chúng ta nó đang sôi nè các bạn. Các bạn sẽ trở và các bạn sẽ nêm lại gia vị nha. À, các bạn ơi, món đùi gà roti của chúng ta đã hoàn thành rồi đây các bạn. Các bạn nhìn xem nè. À, phần đùi gà dạng ươm như thế này nè các bạn thấy không? À, đây Ngọc quay cận cho các bạn xem. Các bạn nhìn nè. Từng miếng đùi gà vàng ươm như thế này nè các bạn. À,
Các bạn thấy không? À, phần đùi gà của Ngọc đây, từng miếng gà rất là dai mềm. Cái phần đùi này các bạn, thịt ở bên trong của đùi gà rất là mềm nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè, từng miếng gà như thế này rất là thấm gia vị. À, các bạn sẽ chấm một ít nước tương vào đây các bạn. Rất là vừa ăn các bạn, mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon. Chúng ta sẽ cho cái phần đùi gà này vào đây, các bạn thấy không, có hấp dẫn không các bạn? Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món đùi gà roti cuối tuần thật là ngon, đậm đà, hấp dẫn. Và các bạn hãy đăng ký bên dưới để khi video Ngọc đăng lên thì các bạn là người đầu tiên xem video này nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.